Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ly Kỳ. Và trong chuyện hôm nay chúng ta sẽ lại tìm hiểu về những hiện tượng đáng sợ nhất của thế giới tâm linh. Và đặc biệt trong video hôm nay, Chuyện Ly Kỳ sẽ giới thiệu các bạn về một cửa hàng búp bê ma tại Mexico. Đó chính là những búp bê có hồn ma ngự trị. Và chúng đã tấn công những nhân viên làm việc tại đây. Bây giờ hãy cùng nhau theo dõi. Tại khu nghỉ dưỡng Resort Formosa của Malaysia, nằm ở vùng Malacca, là nơi có nhiều nhà nghỉ, căn hộ và biệt thự cho thuê, một số du khách nói rằng họ đã gặp phải một vài hiện tượng tâm linh đáng sợ xảy ra ở một vài nhà nghỉ trong khu resort này. Vì vậy, rất nhanh chóng thông tin về khu resort có ma đã lan truyền rộng rãi trên các cộng đồng mạng, khi mà hầu hết dân cư sinh sống ở đây từ nhiều đời trước không ai dám lựa chọn ở gần khu nghỉ dưỡng Formosa này cả. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2020, một người dùng trên mạng xã hội Douyin đã đăng tải một đoạn video trong khi anh ta đang cùng gia đình đi nghỉ dưỡng ở đây. Tối hôm đó, tức là đêm cuối cùng của kỳ nghỉ, họ quyết định tụ tập và tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở khu vực bể bơi ngoài trời, thì một thành viên trong gia đình đã vô tình quay được một cái bóng trắng lang thang trong nhà nghỉ của họ. Nhưng cho đến tận tháng 8 năm 2021, chính chủ mới quyết định đăng tải đoạn video này lên mạng xã hội. Và ngay lập tức, đoạn phim đã thu hút hàng ngàn lượt xem cũng như bình luận. Thậm chí một vài người đã để lại bình luận về những hiện tượng siêu nhiên đã xảy ra với họ khi ở khu vực nghỉ dưỡng Formosa trước đây. Đoạn phim này được máy camera an ninh quay lại tại Sulawesi, Indonesia. Theo thông tin có được thì khu vực này là một quầy lễ tân trong tòa nhà tôn giáo. Một nhân viên bảo vệ nghe thấy âm thanh lạ phát ra vào lúc 2 giờ sáng nên anh ta đã vội bật đèn kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra không. Nhưng sau một hồi tìm kiếm khắp nơi, anh ta không phát hiện ra điều gì khả nghi. Ngày hôm sau, anh ta quyết định kiểm tra một lần nữa trên đoạn video giám sát và phát hiện thấy một bóng trắng bay lơ lửng giữa không trung. Đoạn phim này được quay lại tại một gia đình ở phía nam đảo Jote, Indonesia. Một vị khách có ngoại hình kỳ dị đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ trong khi cả nhà đang tổ chức tiệc sinh nhật cho một đứa trẻ trong gia đình. Theo một số thông tin từ những người xem sống ở khu vực này bình luận rằng thì vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, một đám tang cũng đã được tổ chức ở gần đây. Nạn nhân là một người phụ nữ, xác của bà ta được tìm thấy ở một con sông gần đó. Phần lớn thi thể đã bị thối rữa và hình ảnh kỳ dị về một hình thù đứng bên ngoài cửa sổ là một nghi vấn lớn trong đoạn phim này. Đó rất có thể là oan hồn của người phụ nữ xấu số đó. Bạn nghĩ sao về điều này? Trong video trước đây, Chuyện Ly Kỳ đã giới thiệu đến các bạn về những hiện tượng tâm linh đáng sợ xảy ra ở một cửa hàng búp bê tại Mexico. Và trong tập phim hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu hơn về đề tài này với những video mới nhất được vô tình quay lại về những con búp bê được xem là có linh hồn ngự trị bên trong. Vào tháng 7 năm 2021, Mario Lara đã chấp nhận một thử thách từ một blogger tâm linh và đến cửa hàng búp bê được xem là bị ma ám để ngủ lại qua đêm. Đồng thời anh ta cũng sẽ đặt một máy camera có chế độ quay xuyên đêm để quay lại những gì xảy ra trong đêm hôm đó. Thức đến 3 giờ sáng, Mario không thấy có điều gì bất thường xảy ra nên đã chợp mắt và ngủ quên trên ghế sofa. Cho đến gần 4 giờ sáng thì một chuyện bất thường đã xảy ra. Chiếc tivi trong cửa hàng tự động bật lên rồi nó từ từ tiến về phía Mario. Thank you.
Sau đó một tiếng động lớn phát ra khiến cho Mario giật mình tỉnh dậy và anh ta thấy rằng chiếc TV đã bị dịch chuyển. Giật mình hốt hoảng vội vàng đứng dậy, Mario tìm kiếm xung quanh nhưng không ai khác trong cửa hàng lúc này. Sau đó Mario không thể nào ngủ được nữa, vì vậy anh ta quyết định thức luôn và chơi game trên TV cho tới sáng. Một vài tin đồn cho rằng linh hồn trong cửa hàng là một đứa trẻ con, vì vậy anh ta đã chơi game nhằm cố dụ linh hồn đó xuất hiện. Quả thật không lâu sau đó, một linh hồn đã thực sự xuất hiện, nhưng Lara lại không để ý đến điều đó mà vẫn tiếp tục chơi game. Toàn bộ thời gian lúc này đã bị máy camera giám sát quay lại. Đoạn phim cho thấy một bóng ma màu trắng xuất hiện hoàn toàn khác với những bóng ma người phụ nữ được quay trước đó, lần này là một cậu bé. Điều này khiến cho Mario linh cảm rằng có ít nhất hai hồn ma trong cửa hàng này. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2021, một nữ nhân viên của cửa hàng búp bê tại Mexico cũng được cho đã bị một hồn ma tấn công. Nữ nhân viên này có tên là Paulina Lara, là người em gái họ của Mario Lara. Theo như Paulina cho biết, thì trong thời điểm đoạn phim được quay lại, cô ta đang cùng vài đồng nghiệp đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc để cải tạo lại nhà kho. Vì vậy, họ đã mang tất cả đồ đạc trong nhà kho ra ngoài, kể cả con búp bê được xem là bị ma ám. Nhưng chỉ sau đó vài phút, Paulina đã bị một thế lực nào đó tấn công. Người ta nói rằng đó rất có thể là sự trả thù của con búp bê vì cô ta đã mang nó ra mà không xin phép. Trong ngày hôm đó, Paulina cũng đã đăng tải một bức ảnh lên tài khoản Facebook cá nhân cho thấy rằng cổ chân của cô ta đã bị bầm tím và sưng tấy vì bị hồn ma tấn công. Và đây là đoạn phim gốc được lấy ra từ máy camera giám sát vào ngày 14 tháng 9 năm 2021, nghĩa là 2 ngày sau khi cô ta bị tấn công. Các bạn đã xem video, hãy like cũng như chia sẻ video để ủng hộ kênh Kiki. Và bây giờ xin chào và chúc các bạn một ngày vui vẻ.